Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vũ Đức Tài, phóng viên của đài truyền hình Xem TV. Như các bạn đã thấy, trên ống kính của chúng ta đang là đôi giày đỏ của tôi, đỏ và hòa lẫn với trắng, đúng là một kết hợp tuyệt vời và hoàn hảo. Thật ra thì nó có thêm màu đất nữa. Và bây giờ tôi sẽ cùng với nó đến một nơi rất đặc biệt. Cùng đi nhé. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi dạy nhảy của đội tình nguyện Viện Kinh tế và Quản lý. Hôm nay là buổi ra mắt của câu lạc bộ và chúng ta rất vui mừng được chào đón xuất hiện của ba công mới, công hàng đầu Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đây là Alex Nguyên, anh đến từ Mông Cổ. Bọn này nó đang phỏng vấn, nó đang quay. Hôm trước ở ăn này em cũng quay. Muốn tá vẫn nhảy. Và đây là Vũ Minh Chính, anh đến từ Thái Lan. À, sorry, Nguyễn Minh Chính, anh đến từ Thái Lan. Đó, muốn tá vẫn nhảy luôn. Và đây là Nguyễn Hoàng Long.